nó tắt ở đây, nó tắt ở đây. Cái chân này mình thấy không có bị sưng nhiều mà cái này sưng nhiều. Đã đi cái thấy cái chân nó hơi ngượng ngượng. Dạ, đúng rồi ạ. À, thì bây giờ là chúng ta sẽ làm cho cái chân này nó bằng cái chân này, ok không? Dạ. À, mà ở đây nhiều người lớn tuổi á, là tới tuổi là hay bị lắm. Dạ. Cho nên nó là chúng ta sẽ học cái cách là thứ nhất cũng ép chân luôn, mọi chân lên. Rồi, bản thân em thấy hai cái chân này, hai tay này em kéo cái đầu này vô sát vô. Có để bao nhiêu giữa kéo vô được nhiều không? Nhiều rồi ạ. Nhiều rồi hả? Hết cỡ rồi hả? Rồi, mọi người sẽ thấy cái mạch máu nó nổi nè. Dạ. Thấy chưa? Dạ. Yeah. Yeah. Rồi, em cầm ở trên đây dùng chút được không? Rồi, hãy dịnh vậy đó. Ha. Thì mình thấy cái mạch máu ở đây nó bị tắc rồi ha. Thì cái van nó nằm ở góc này, rồi van gầm góc này. Rồi mọi người sẽ nhìn thấy em kéo lên đó nè. Thì ta lấy cái tay ta đẩy vậy nè. Thấy chưa? Rồi, hai cái đầu này ta đẩy lên nè, ta nhìn này nha. Thấy không? Đẩy lên một nè. Rồi bây giờ tôi đẩy lên nè, hai nè. Rồi tôi đẩy lên ba nè. Rồi tôi đẩy lên bốn nè. Tôi đẩy lên năm nè. Em có cảm giác đau không? Đau hả? Rồi thả ra. Rồi dính cái banh lại. Rồi bỏ chân ra đi. Rồi bây giờ là ta thấy á, tôi đẩy mới có mấy cái mà cái chân tới xẹp rồi ha. Thế nè. Rồi bây giờ ta lấy cái tay, mọi người nhìn cách tôi làm này ha. Rồi tôi để đặt như nè. Đây. Thấy chưa? Nè. Thấy không? Nè. Tôi đẩy ha. Mọi người nhìn này nha, tôi làm rất kỹ nè. Rồi tới đây á, là nhìn cái hai đây tôi đẩy nè. Tôi đẩy là để mở cái van tĩnh mạch ra. Thì khi cô này á, là cổ bị tắc á, thì làm á, cổ đau lắm. Dạ. Ha. Nhưng mà chút xíu sẽ không còn đau nữa. Người nhìn đây. Ha. Thấy chưa? Ha. Đây nè. Nhìn nha, hai con cái tôi đẩy nè, tôi biết rồi ha. Rồi, tôi lấy cái tay tôi đẩy nè, nhìn nè. Thấy không? Nè. Rồi. Rồi, mọi người nhìn cái hai chân có thấy nhỏ bớt chưa? Nhỏ hẳn. Dạ. Ha. Mà mình mới làm có lần nha, mình làm tới 3 lần rồi kẹp chân vậy đi. Thấy không? Cái bên đây. Thấy chưa? Thấy không? Mà tôi đẩy lên nè, 1. Thấy không? 2. 3. 4. 5. Rồi, em xả mình khóa. Bây giờ bắt đầu mình mở này nha. Tôi cũng đẩy như vậy, nhưng mà lúc đó tôi đẩy như nè. Nè, thấy chưa? Biết rồi nè. Em thấy bớt đau chưa? Rồi, đẩy như nè. Thì cái này gọi là mở cái van tĩnh mạch ra. Nè. Đây là lần thứ hai ha. Năm bảy cái gì cũng được. Vậy ngồi chịu khó đứng điếm. Bỏ lâu quá quên. Rồi. Dạ. Bây giờ mình thấy hai chân này sao rồi? Nhỏ hơn. Nhỏ hơn bên đây. Bây giờ dám nhỏ hơn bên đây lắm. Rồi. Làm nhỏ nữa. Rồi bỏ chân lên, bỏ chân lên kèm cho nữa. Rồi bây giờ tôi đẩy tiếp nữa nè. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. Mình đẩy cái thứ 4 là nó mất cái mà mạch rồi, thấy chưa? Bắt đầu nó thông rồi đó. 5 nè. Thấy chưa? Cho nó hết rồi nè. Giờ nó thông rồi. Bỏ ra. Rồi, bây giờ tôi đẩy lần cuối. Rồi. Cái này là mở. Hồi nãy mình chẩn banh là khóa. Nè. Thì bây giờ cái chân nó sẽ trở lại bình thường rồi. Bây giờ em hết đau rồi không? Đỡ nhiều rồi. Đỡ nhiều rồi, không còn đau nữa ha. Tại cái mạch nó tắc á, nó mới làm đau. Còn khi mà mạch nó thông rồi thì không có đau nữa. Thấy chưa? Rồi, mọi người nhìn hai chân lại đi. Ok chưa? Dạ. Thôi, cảm ơn thầy. Bằng rồi ha. Thầy, cái này thầy không cần tâm tinh ngũ bội. Tâm tinh. Mày mở khóa động tĩnh mạch mày có gì đâu mà tâm tinh nha, tâm tinh. Rồi, đi mạnh dạn lên. Rồi. Bước đi thuốc lên kia luôn. Đó.
Hay quá. Rồi. Rồi. Đi tới đây nhanh lên. Sao cái ngón cứ vẻ cong lên. Rồi. Sau khi thầy chữa cái mắt cá chân này thì em thấy bớt đau mà cũng bớt tê một chút ạ. Rồi. Dạ. Mọi người nhìn nha, bây giờ hai chân nó đều nha rồi. Còn cái ngón mà nó chỉa lên là bởi vì chân em nó vô đó. Thì nó là bình thường sao. Và cái quan trọng là cái mắt cá đó. Nó bớt nóng rồi. Rồi đây nó nóng lắm thầy. Rồi nó nóng. Dạ. Nóng là tại vì nó bị tắc á. Dạ. Rồi khi mình mở ra thì nó không còn. Ok. Quay một lần nữa cảm ơn thầy nhá. Hôm nay con đến đây là không có bỏ một ngày nào mình có tiếc. Rồi dạ. Không tiếc là được rồi. Không tiếc. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.